Biển Châu Tân mùa mưa bão, sóng rất là lớn luôn. Các hàng quán hầu như là đã nghỉ bớt. Đây là mình đang đứng trước Năm Gà, kia là Bình Tây. Ở phía trước mặt mình đây là vườn Nhật Trinh. Này là vườn Nhật Trinh, này là của Năm Gà. Nói chung là mùa này thì biển nào cũng vậy, khu vực miền Trung mà biển nào cũng vậy thôi, nghỉ bán rất là ít khách. Mà nó tắt luôn. Đây bột nước. Đây quá lâu lắm. Quá lâu mà nó tắt. Ở đây là nước bột. Bỏ rất là nhiều. Ở đoạn phía trên kia là nước trong. Đây doanh trại của vườn Nhật Trinh đây. Đây các bạn cảm nhận cái chưa mưa chưa bão ấy nha, biển sóng kinh khủng như thế này không? Đây bãi tắm Châu Tân này, rất là khắc nghiệt, thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Thì cái chỗ sống ảo của vườn Nhật Trinh, bạn vườn Nhật Trinh đang bắt đầu thả lưới này thưa các bạn. Trinh đang bủa lưới chuẩn bị kéo. Kéo đây, kéo đây, kéo bắn lên. Đây là cái bọt biển. Bọt biển này thì thường là cá nó sẽ đi theo cái bọt biển này để nó ăn các con mồi chứ. Bọt biển này nước đục, cũng bùn mềm nước màu trắng này thấy không? Thì ngư dân đánh bắt thường xuyên người ta sẽ biết cái vùng để đánh được con cá. Nước nó đục, nước đen. Đây là biển. Không có một rồi lưới bơm mà thất bại, thu hồi lưới. Thì sóng này là tả ra là lưới nó chạy ra ngoài, nước nó đùa lưới đi ra ngoài luôn. Không thả được mà không bị quá. Giờ chuyển qua là lưới kéo của vườn Nhật Trinh kia. Để cảnh khai trinh dịp đây kéo lưới các bạn. Kéo cả chân, kéo cả tay luôn. Đây bạn sẽ trải nghiệm được cái con cá ở trong cái lưới kéo như thế nào, cái đối. Đối đối nhỏ, đối biển. Ngon thôi rồi luôn. Thứ hai dự báo thời tiết là bắt đầu từ ngày mai là sẽ có cái lượng này kéo là ở trên cái tay kéo và dưới cái chân rà, cái chân là chì,
trên cái tay là phao. Nước thì giống nước bị nhiễm độc đó. Đây là khay Việt Nguyễn bất động sản miền biển. Câu này câu đâm lũ này. Má này rồi. Mã lần 3. Lần đầu là 3 con, lần sau là zero. À, chờ đợi lần 3 nhé. Được hành trình đi từ Thủy Khe ra bãi đá Châu Tân. Đây là bãi tắm Châu Tân. Bãi tắm cũng được xem là đẹp nhất tại Quảng Ngãi. Và hạ tầng nữa thì so với Mỹ Khê của chúng tôi thì không bằng. Mà trong tương lai thì cũng chưa biết được điều gì. Giá bất động sản ở đây cũng khá là rẻ các bạn. Khoảng có 10 hơn 10 triệu mét vuông thôi. So với Mỹ Khê thì bất động sản ở đây cũng còn khá là rẻ. Trên kia là chuẩn bị người ta xuống, người ta kéo lưới lớn, đây là kéo lưới nhỏ, và mời các bạn cùng ngư dân cùng tỉnh để xem lần thứ ba kéo cùng Vương Nhật Trinh xem là lần này có cái gì nhá. Lưới kéo này là lưới kéo lớn nha các bạn. Từ cái tích ở dưới kia mà lên tới trên này cũng khoảng có 300 mấy. Cái lưới, cái dây lưới rất là lớn. Kéo lưới là đi sờ lui như kéo co ha. Cái chuyên nghiệp là có cái này hỗ trợ nha các bạn, không mà tay chịu không nổi, không có sức kỳ lưới rất là nặng. Cảnh biển ngay lúc này ừ.
lưới lớn kéo và lưới nhỏ thì chờ bao vây. Ngoài lưới là của tao. Lưới vào, lưới vào. Nay tròn 18, bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân trở về, chẳng ai đầu đường, chẳng ai ngó về, ngó về. Núi ông ơi, tránh chi đó là duyên tình. Anh đứng gấp nắng nắng đi tìm, đi tìm cầu đi. Chi à, hầm hả? Cái gì đó? Cá hầm. Cá hầm. Cá hầm nó cạn ngon. Đây, cá hầm.